Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa và kiểm tra cái hộp sạc hoặc là hộp bảo vệ cho tai nghe Bluetooth. Thì khác với cái những cái tai nghe Bluetooth thông thường như thế này á, hiện nay người ta hay sử dụng nhất là những cái hộp sạc. Thì cái hộp sạc này á, nó vừa có chức năng sạc pin cho hai cái tai nghe Bluetooth, đồng thời nó bảo vệ hai cái tai nghe Bluetooth bên trong. Ở đây thì sẽ có một số cái ban như ban mất nguồn, sạc không vào nè, rồi không sạc cho hai tai nghe. Thì trước tiên á, các bạn phải tháo hộp tai nghe Bluetooth ra nha. Đây là cái cổng sạc micro USB nha. Đây là cái bo mạch sạc của nó. Thì về thiết kế bên trong này á, nó có mạch sạc chức năng tương tự như cái mạch sạc của cục sạc dự phòng. Ở đây cái cổng sạc micro USB, rồi một cuộn dây, rồi IC sạc. Rồi đây là công tắc on off, mở tắt mở nguồn á. Có nghĩa là khi mà các bạn bật nắp lên á, thì có một cơ cấu nó sẽ ấn cái nút này xuống, mà khi đóng nắp lại thì cái cơ cấu nó đẩy lên là nó hỏi nút này, giống như cái nút on off mở nguồn của cái cục sạc dự phòng này nè. Đó, nó có chức năng tương tự như vậy. Đây là hai cái ngõ ra của tai nghe. Tai nghe bên trái và tai nghe bên phải ha, hai cái tai nghe Bluetooth dùng để sạc pin cho hai tai nghe Bluetooth. Còn hai cái chân này á là chân cấp nguồn cho cục pin. Cục pin này có dung lượng lớn hơn cái cục pin của tai nghe nha. Thì nó sẽ sạc lại cho hai cái tai nghe Bluetooth qua hai cái đường này nè, bên trái bên phải. Thì đây là cái nắp của nó nha. Nè, nó có hai cái chấu hai bên luôn, mình dùng cho tai nghe bên trái bên phải, nó sẽ nạp pin qua hai cái chấu này tiếp xúc với cái hai cái tai nghe Bluetooth nè. Còn cái đè dùng được cái nút on off là cái như bạn bật cái nắp lên á, bật đóng nắp lại á, thì cái nút này cơ cấu tác động lên cái bo mạch qua cái nút nguồn mở nguồn này nè. Rồi hai tai nghe trái phải. Thì để mà kiểm tra sửa chữa cái hộp sạc, các bạn kiểm tra như thế nào? Thứ nhất các bạn kiểm tra cái điện áp trên pin coi nó khoảng được 3,7V hay không. Trường hợp mà nếu mà thấp quá thì các bạn phải kích pin nha. Còn trường hợp mà các bạn kích không được á, thì các bạn phải thay pin mới cho mình. Ở đây trước tiên á, mình sẽ đo cái điện áp trên pin trước. Khi các bạn tháo ra cái nắp của nó gài đây, thì các bạn tháo ra nha, bẫy lên, các bạn được một cái bo mạch với cục pin bên trong. Mình sẽ dùng một cái đồng hồ số để mình kiểm tra cái điện áp trên pin nè. Rồi ở đây mình sẽ chỉnh cái điện áp khoảng 20V. Rồi các bạn đo cái điện áp trên pin cho mình. Nè, hai chân pin đó. Đây mình giả sử đi, mình đo cái giá trị là khoảng là 3,55V. Trường hợp mà các bạn cắm sạc vô nó không báo gì thì các bạn trước tiên các bạn phải kích pin nha. Ở đây mình dùng cái mỏ hàn, mình xả hai cái dây nguồn của pin ra. Đây cục pin của nó nè.
các bạn có thể đo lại được cũng được. Đây, cái điện áp của nó là 3,55V. Thì đối với những cục pin mà mới thì cái điện áp này chắc chắn là vẫn còn rồi. Còn những trường hợp mà các pin của các bạn đã lâu, rất lâu ngày rồi, các bạn không sử dụng được, cái pin của nó xả điện á, nó còn điện áp khoảng dưới 3V, hoặc là các bạn cắm sạc vô nó không báo gì á, nó không sạc vô pin, thì các bạn bắt buộc phải kích pin cho mình. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn kích pin ha. Mình sẽ dùng cái bộ nguồn điện thoại di động ha. Ở đây mình dùng hai cái dây nguồn kết nối với cái bộ nguồn. Các bạn chỉnh cái điện áp là mình chỉnh khoảng 3V thôi. Đây, mình giảm về khoảng 3V. Ở đây hai cái kẹp cá sấu á, thì các bạn cặp vô đầu dương, que đỏ ha. Rồi đầu âm, que đen. Đây các bạn nhìn nè. Vặn cái biến trở đầu điện áp tăng lên. Lưu ý nha, các bạn kẹp cho nó đúng, cho nó tiếp xúc thì cái kim vòng này nó mới ăn ha. Chứ còn các bạn mà kẹp hở vô thì chắc chắn là nó hở mặt, nó không ăn. Còn cái dây đồng này các bạn phải làm cho tiếp xúc với cái kẹp cá sấu này à. Ở đây mà các bạn nhìn nè, đây kim vòng của mình nó ăn như vậy. Thì các bạn cứ điều chỉnh tăng điện áp dần dần lên thì kim vòng sẽ tăng theo. Đây là cái quá trình kích pin nha. Các bạn tăng lên khoảng là cái mức này là khoảng hơn 4V một tí thôi. Rồi, quý nha, không được điều chỉnh cái biến áp mà cái kim vòng nó khoảng 500mA nha. Cái này khá cao, mình chỉ cần từ 200mA trở xuống thôi. Mà các bạn nhìn cái điện áp này nè, nó tầm là khoảng 4V thôi nha, là được. Như vậy là đây là quá trình kích pin. Thì các bạn nhìn cái kim vòng này nào, nó giảm dần về không á. Nếu mà các bạn kích pin á mà kim vòng này giờ về không á, là pin nó nạp đầy á, thì chắc chắn á là pin này nó tốt, nó còn sử dụng được. Thì các bạn có thể kiểm tra, các bạn không cần phải tháo ra các bạn đo điện áp đâu. Là các bạn chỉ cần tắt cái nút nguồn này nè. Đây, bên trên này á có cái đồng hồ đo điện áp ha. Ở đây mình sẽ đo được là khoảng 3,50mV á. Thì các bạn cứ kích pin, khi nào các bạn cứ bật lên. Trường hợp mà dòng á nó sẽ giảm dần về không á, thì cái điện áp này đồng thời nó sẽ tăng lên, thì dòng điện sẽ nạp đầy vô pin nha. Đây là quá trình kích pin. Rồi còn những cái trường hợp nào mà các bạn cần phải thay pin, khi mà các bạn á pin kích không được. Đây mình giả sử đi, cái cục pin này nè, mình kẹp vô, các bạn cũng chỉnh cái điện áp vào khoảng 3V cho mình. Đây mình giảm cái điện áp vào 3V nè. Rồi sau đó các bạn kẹp vô đầu dương, đầu âm ha. Đây các bạn kẹp như y như vậy á, mà các bạn kích pin không được, các bạn biến trở nè, nó dòng nó không có tăng lên, dòng ampe nè, nó không có tăng lên gì hết. Là như vậy á, những cái trường hợp này á là kích pin không được nha, pin của mình nó bị hư rồi. Là các bạn kiểm tra cái dây rồi cái chân kết nối á, coi nó có tiếp xúc không. Và chưa qua các bạn đã kịp đúng, kiểm tra đúng, nhưng mà dòng nó không tăng lên thì chắc chắn cục pin này nó hư rồi, thì bắt buộc là các bạn phải thay pin mới nha. Trường hợp này kích pin không được. Như trường hợp này thì điện áp của mình nó thấp quá, mình kích pin lên ok. Còn trường hợp mà kích pin không được thì bắt buộc các bạn phải thay pin. Đây là trường hợp này, cặp vô nó không ăn dòng nha, dòng nó không tác động gì hết là chắc chắn. Chứ di chuyển cái điện áp vô xuống thấp á mà nó cũng không có lên dòng á, thì bắt buộc phải thay pin mới cho mình thôi. Tiếp theo ở đây á, mình kiểm tra cái mạch sạc này như thế nào. Thứ nhất là các bạn cắm chiếc jack sạc vô nha. Các bạn đo cái điện áp
ngõ ra của pin á phải lớn hơn 40 dc, là cái điện áp này nó mới bắt buộc nó có khả năng nó sạc pin nha. Còn dưới thấp hơn 40 dc chắc chắn là nó không được sạc được pin cho tai nghe bluetooth này đâu, của pin lớn á. Cái này á, kiểm tra giống như cái cách kiểm tra của cục mạch sạc dự phòng thôi. Đối với cái hộp sạc mà các bạn nó bị mất nguồn á, hoặc sạc không vào á, thì bắt buộc là các bạn phải kiểm tra. Các bước này bạn kiểm tra rất nhanh nha. Thứ nhất á, là các bạn để ý cho mình nè, đây là cái mặt sạc của nó. Thì các bạn cắm điện vô á, nó phải báo đèn. Nó báo đèn à. Thì như vậy á, là cái đường sạc từ cái cục sạc của mình đi vô á, là nó chắc chắn nó có cái điện áp 5V cổng micro USB nó vào đường V sạc in cho con IC này. Có trường hợp á cắm vô mà không báo đèn á nha, có rất nhiều nguyên nhân xảy ra. Thứ nhất là hư IC nè, cái thứ hai á là lỏng giắc sạc hoặc hư giắc sạc cổng micro USB. Thì các bạn phải kiểm tra, các bạn cắm vô nè, các bạn phải đo điện áp hai chân bìa, chân 1 và chân số 5 của giắc sạc, coi có điện áp có không. Giờ mà nó không có là chắc chắn các bạn kiểm tra giắc sạc rồi thay giắc sạc này cho mình nha. Bắt buộc là các bạn khi mà cắm cáp sạc vô là nó phải báo đèn, như vậy là mới ok. Tiếp theo mình sẽ đo cái điện áp cấp nguồn cho hai chân pin ha. Đây là điện áp sạc nha. Cái điện áp này chắc chắn phải có và phải lớn hơn 4V DC. Tại vì cái cục pin của mình á, cái dung lượng của nó là từ 3,7 đến 4,2V, thì cái điện áp này phải cao hơn ha. Đây, que đỏ mà kinh dương ha, của đèn chân âm. Đây các bạn nhìn thấy không? Mình đo được cái điện áp ngõ ra sạc á là khoảng là 4,41V. Nói chung là nó lớn 4V. Như vậy là ok nha. Tiếp theo đây á, các bạn kiểm tra đo cái điện áp ngõ ra sấp xỉ khoảng 5V DC ở hai cặp chân, chân 1, chân 2, chân 3, chân 4. Mấy cặp chân này để sạc cho hai cái tai nghe kênh trái kênh phải. Đây, cái chân 1, chân 2 nè, chân 3, chân 4 nè, hai tai nghe chân left right. Đây là hai chân này điện áp ra. Thì các bạn phải đo đủ hai cái điện áp này 5V ở hai cái đầu chân 1, chân 2, chân 3, chân 4 ha. Đấy, các bạn nhìn trên bo. Đây vị trí nè. Chân 1, chân 2, chân 3, chân 4 nè. Các bạn đo từng cặp nha. Các bạn lưu ý cho mình đó, cái đường mát lớn, cái đường trên đó là đường mát lớn ha. Đây mình tiến hành mình đo. Chân 1, chân 2 mình đo được là khoảng 5,3V. Cái điện áp này lớn nha, rồi nó đưa vô cái mạch sạc của cái tay từng tai nghe một. Nói chung là có hai kênh, kênh trái kênh phải, các bạn phải đo phải đủ cái điện áp này ra. Đây, mình đo cái chân thứ hai. Nè, hai chân á, chân 3, chân 4, cái điện áp cũng tương tự vậy, có lớn hơn 5V ha. Đến đây á, là các bạn có thể khẳng định được là cái mạch sạc này ok. Còn trường hợp á, nó bị mất điện áp chân 1, chân 2 hoặc là chân 3, chân 4 là nó
chỉ có sạc cho một cái tai nghe, một là kênh trái hai là kênh phải thôi. Thì các bạn khi mà nó mất điện áp này á, thì các bạn kiểm tra cái mấy cái dắt này nè, hai cái chân này có tiếp xúc được với cái tai nghe hay không. Nhiều cái tai nghe thì nó có vô sử dụng 5 châm, nó sẽ cố định, các bạn thả vô một cái là nó dính, nó kết nối hai này luôn là ok. Và trường hợp mà nó mà cục 5 châm nó mất á, thì các bạn phải chú ý làm cho mấy chân này tiếp xúc với cái từng cái tai nghe một. Đồng thời á, chứ nếu mà đo mà mất cái điện áp ngõ ra này á, thì nó sẽ liên quan đến cái con IC này, IC sạc nè. Thì các bạn lưu ý cái mặt đo tổng trở, rồi các bạn tra cái mã số IC, trường hợp mà nó không có, một kênh có một kênh không á, thì các bạn phải thay IC này nha, chắc chắn rồi nó hư hư IC này. Thì nó sẽ ra một là nó không có điện áp ngõ ra 5V DC ở chân 1, chân 2, 1, chân 3, chân 4, hoặc là nó có điện áp 5V nhưng mà chỉ có một chân thôi, chân 1, chân 2, hoặc là nó mất chân 3, chân 4. Đây các bạn kiểm tra bắt buộc phải có hai cái điện áp này thì mới sạc được cho hai cái tai nghe kênh trái kênh phải nha. Nói chung là cái mạch này cũng khá đơn giản. Bạn kiểm tra mấy cái cấp điện áp trong trường hợp nó bị mất nguồn sạc không vô á, thì các bạn kích pin, là đâu điện áp trên pin kích không được thì thay pin. Còn trường hợp cắm pin vô ok rồi, cắm cái sạc vô, các bạn đo cái điện áp sạc cho pin đó là phải lớn hơn 4V nha. Đồng thời các bạn đo cái điện áp ngõ ra hai chân, chân 1, chân 2, chân 3, chân 4 dùng để sạc cho cái tai nghe kênh trái kênh phải á, là nó bỏ phải bằng 5V trở lên nha. Rồi, vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn cách đo đạc, cái kiểm tra cái hộp sạc của tai nghe Bluetooth. Cái hộp sạc này có chức năng là vừa sạc cho từng cái tai nghe Bluetooth, ở đây là hai cái tai nghe kênh trái kênh phải, đồng thời là cái hộp sạc này nó bảo vệ cái tai nghe Bluetooth luôn nha. Ở video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.